thâm tính nhân quả cái nhân quả này không phải là nhân quả thông thường thông thường chúng ta gọi nhân quả trồng nhân thiện được quả thiện chỉ bạn tạo tác nhân ác đương nhiên có ác báo đó là nói nhân duyên quả báo thiện ác cái ý này thì nói rất thấp trong tam phước ý nghĩa của thâm tính nhân quả thì rất sâu cái nhân quả này chuyên môn nói niệm phật niệm phật là nhân thành phật là quả thế nhưng niệm phật hai cái chữ này người hiểu được không nhiều mọi người nghe đến niệm phật đều là trong miệng niệm a di đà phật a di đà phật đó gọi là niệm sao vì không gọi là niệm Đó gọi là hát Phật Bởi vì hát Phật có miệng không có lòng Thì không gọi niệm Phật Bạn xem chữ niệm Các vị xem thấy chữ Trung Quốc Chữ Trung Quốc có ý nghĩa Rất có trí tuệ Chữ niệm của Trung Quốc Là một chữ kim Và một chữ tâm Trong tâm hiện tại của bạn có Phật Vậy gọi là niệm Phật miệng niệm hay không niệm không hề gì trong lòng thật có phật mỗi niệm đều là phật phật ở trong tâm đó của bạn chưa từng bị gián đoạn bao giờ con người này chân thật là người niệm phật chúng ta thường nói buộc chặt niệm ở trong tâm thường hay niệm lấy thế gian người mẹ nhớ con cái của bà cái niệm lực này rất mạnh cho dù con cái bất hiếu con cái ở nơi phương xa người làm mẹ vẫn ngày ngày nhớ lấy chúng ngày ngày nghĩ đến chúng có thể đem cái niệm này đổi thành a di đà phật vậy thì họ nhất định sẽ thành phật cái đạo lý này cùng với sự thật chúng ta phải nên suy xét nhiều một chút trong lòng thật có phật trong lòng chân thật có phật pháp trong lòng chân thật Muốn đem Pháp môn niệm Phật thù thắng Giới thiệu cho tất cả chúng sanh rộng lớn Cùng với 48 lời nguyện của a di Đà Phật Mỗi nguyện đều tương ưng Cho nên Một người chân thật niệm Phật Chính là người thế giới Tây Phương cực lạc Rộng độ chúng sanh là người thừa nguyện tái lai không phải là giả là thật đấy đến cái thế gian này sống vì tất cả chúng sanh chết cũng vì tất cả chúng sanh sinh hoạt vì tất cả chúng sanh làm việc vì tất cả chúng sanh không một pháp nào không vì tất cả chúng sanh vì chúng sanh là chân thật vì chính mình vì chính mình mà lơ là với chúng sanh vậy thì đặc biệt sai lầm đó chính là tâm phạm phu tâm luân hồi không phải tâm bồ đề tâm bồ đề là mỗi niệm vì tất cả chúng sanh chúng ta phải sâu sắc tin tưởng cái nhân quả này niệm phật là nhân thành phật là quả